Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ giá hôm qua nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và, tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau, ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long, Đồng Tháp, 35.000 đến 48.000 đồng mỗi kg, An Giang 33.040-20.000 đồng kg, Cần Thơ 33.040-30.000 đồng kg, Trà Vinh 35.040-80.000 đồng kg, Sóc Trăng 33.000 đến 42.000 đồng mỗi kg, giá và ớt cổ nhì 33.035-30.000 đồng kg và giá và ớt cổ nhất 35.040-30.000 đồng kg và giá và ớt nách, ớt xuất khẩu 43.000 đến 48.000 đồng mỗi kg. Ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 28.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 28.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Bình Định 27.000 đến 30.000 đồng mỗi kg.